Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món bánh hỏi mọi người, bánh hỏi thịt nướng mọi người, như ông phê đèn đá mọi người. Đây mọi người, món bánh hỏi thịt nướng mọi người. Lê phê đèn đá mọi người. Mời mọi người vô ăn mọi người. Mời mọi người ăn sáng mọi người. Ăn sáng luôn thôi. Làm buổi sáng. Ngon mà như chua một cọc mà có cô cải trắng cô cải đỏ mà này thịt ba chỉ mà ba chỉ nướng mà thịt mỡ mà tôi thích thịt mà thịt có mỡ mà nướng là ngon hơn mà. Nó béo luôn rồi, thơm. Mình đi giá. Giá dưa leo, đậu phộng, hành lá, dầu hành luôn rồi. Cái miếng dầu thơm. Giờ mới có ăn sáng mà là đang chưa luôn mà bây giờ cũng khác hồi đó mà có người làm bây giờ làm đủ giờ hết mọi người, giờ nào cũng có, bây giờ thức đủ giờ hết. Người ta nói thời nào theo thời đó là vậy mà. Như leo hồi đang bán cái đồ. Cảm ơn.
chua ăn nó đã ngán. Thịt nướng ngon mà. Thật. Có dầu hành, đậu phộng thơm thơm. Ớt càng. Mới được học quả ớt nè, mà đến ta. Hai đen đúng đắn luôn mà. Ôn cái là tịnh ngủ luôn mà. Tịnh gà luôn. Ngon rồi. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có một bữa sáng thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.